Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn hai mẫu nồi của Juicy. Thì cả hai mẫu nồi này đều là nồi có dung tích 1 lít. 1 lít thì các bạn nấu được 2 bát hay 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn nhé. Đây là nồi lưng gù đấy các bạn, ở Việt Nam mình hay gọi nôm na là voi lưng gù ấy. Rồi, thì các bạn xem qua nhé. Đây, giòn rất xanh đấy các bạn. Đây, giòn của Juicy thì lúc nào nó cũng màu xanh đậm, xanh đen thế này các bạn. Nắp còn rất đẹp luôn nha các bạn. Xong trong rất đẹp luôn nhá. Đây, không bể vỡ gì nhé các bạn. Cả hai mẫu đều không bể vỡ gì. Rồi, mình tiếp tục qua mẫu nồi số 2 nhé các bạn. Đây, giòn rất là đẹp luôn. Xong này thì nó bên phía cái cạnh này các bạn, ở đây không phải chày đâu nhé các bạn. Cái cạnh thì nó bị này này các bạn. Đấy. Nhưng mà bù lại thì cái son này nó có platinum các bạn này. Đấy, son này là trắng platinum nhé. Để không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đấy, thì cả hai mẫu nồi này bên mình đều bán bằng giá nhé các bạn, đều là 1,4 triệu. Đấy, mẫu nào cũng 1,4 triệu, mẫu này cũng 1,4 triệu, mẫu này cũng 1,4 triệu. Thì mình chia sẻ thêm với các bạn về cái nồi Juicy này các bạn này. Cái Juicy này ấy, cái lực nén áp suất của nó các bạn xem này, nó là cao nhất nhé các bạn. Đấy, thì bạn nào ha, tức là mình có khẩu vị ăn xôi hoặc là thi thoảng mình đổi món là hầm ấy, thì trong này nó không, thì mình có thể sử dụng cái nồi này được đấy các bạn. Đây, các bạn chờ mình một chút, mình xem cái lực nén áp suất. Đây, 14,7 kPa này các bạn. Đấy, nhưng những dòng Toshiba thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 5 kPa rồi 8 kPa. Đấy, nhưng mà dòng này là nó tới 14,7 kPa nhé các bạn. Các bạn nấu cơm ấy, nếu mà các bạn nấu cái chế độ dai ấy, thì cái nồi Juicy này nó là tốt nhất đấy các bạn. Vì khi mà các bạn liên quan đến dai thì phải cần áp suất. Áp suất càng căng thì cơm nó càng dai nhé các bạn. Đấy, thì hai mẫu nồi này thì bên mình bán đồng giá như nhau. Bạn nào có nhu cầu thì ưng mẫu nào thì nhắn mình nhé. Mẫu nồi này là mẫu nồi số 1 này các bạn. Mẫu nồi này là mẫu nồi số 2. Đấy, thì hai mẫu nồi này thì đồng giá, đều là nồi cao tần áp suất nhé các bạn. Nồi cao tần áp suất của Juicy, dung tích 1 lít. À, mình cho các bạn xem qua năm nhé, mình quên mất. Năm này, năm 2019 nhé các bạn. Mẫu nồi số 1 là năm 2019 nhé. Mẫu nồi số 2 là năm 2018 nhé các bạn. Đấy. Đời, rất là cao luôn các bạn. Đấy, như nhau thì 18, 19, 16, từ 16 đến 17, 18, 19, 20, 21, 22 là nó như nhau đấy các bạn. Đấy, nó không có gì khác nhau cả. Hình thức của nó như nhau luôn nhé. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình. Bên mình giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi kiểm tra mới thanh toán nhé các bạn. Tất cả đều bảo hành cho các bạn 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng. Mà thực tế mình chia sẻ cái nồi, cái dòng Juicy này các bạn này, đặc biệt là những dòng Juicy này nhé, tức là nồi Nhật và đặc biệt là những dòng Juicy này, thì Juicy này nó cũng thuộc dạng là bền đấy các bạn. Đấy, các bạn dùng 1 tuần 2 tuần là không hư thì các bạn cứ yên tâm là dùng 1 năm 2 năm nó không hư đâu, các bạn đừng có va đập gì là được. Đấy, rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình đón các bạn, xin chào các bạn nhé.